Xin kính chào tất cả bà con, cô bác, cô chú, quý anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Ma Cao Đổ Bại trong video buổi sáng thứ bảy ngày 25 tháng 5, đã thứ bảy rồi các bác. Đấy, đã một kỳ nghỉ cuối tuần đã đến rồi, một ngày mới, một kỳ nghỉ cuối tuần. Kính chúc tất cả bà con, cô bác, tất cả các bác trên mọi miền Tổ quốc đang xem video cũng theo dõi kênh của Ma Cao Đổ Bại một ngày mới, một kỳ nghỉ cuối tuần thật là nhiều vui vẻ, sức khỏe, bình an. Vâng, cảm ơn các bác rất là nhiều. Lần đầu tiên thì em cũng vẫn như mọi hôm thôi, chia sẻ với bác về cái cách thức bán sản phẩm bên nhà em. Đấy, bên em bán hàng thì kênh nhà em đây. Đấy, các bác vào YouTube các bác tìm kiếm chữ Ma Cao Đổ Bãi ra kênh nhà em. Các bác chưa đăng ký kênh thì ủng hộ vợ chồng em một lượt đăng ký kênh và ấn thông báo và để nhận những video mới nhất các bác nhá. Đấy. Và số điện thoại cộng Zalo tên vợ em Trần Thị Bích Lê. Đấy, số điện thoại 0969885088 mua hàng liên hệ trực tiếp qua số điện thoại. Và gọi Zalo không được thì bác gọi trực tiếp số điện thoại các bác nhá. Đấy, không có những bác gọi Zalo không được thì lại bảo nhà em là không nghe máy. Em mong thông cảm vậy. Và sử dụng tất cả cái nồi cơm điện em bán đều sử dụng đến áp 110V nữa nhá. Bán hàng không nhận cọc, báo ship toàn quốc, nhận hàng được quyền kiểm tra hàng sau đó thanh toán. Em ở Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội các bác nhá. Em ở Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội. Đấy, thì bên em có bán thêm bộ đồ điện của công ty ở Nap Standard Việt Nam, công suất 2 kVA, 3 kVA, có hai loại dây nhôm và dây đồng, và cũng có hai loại là vỏ nhựa và vỏ sắt các bác nhá. Vỏ nhựa và vỏ sắt, đây là vỏ sắt này, đây là 2 kVA dây nhôm, vỏ sắt là 500.000 đấy, và đây là 3 kVA vỏ nhựa dây nhôm là 650.000 nhá. Còn nếu mà dây vỏ 2 kVA vỏ nhựa dây nhôm là 550.000, chứ chênh nhau 50.000 quá nhá, chênh nhau về cái này 500 thì cái này 550.000. Đấy là cái chênh nhau về cái vỏ nhá. Còn về đồng thì là 200.000 các bác nhá, 2 hoặc 300.000. Đấy. 2 kVA thì là chênh nhau 2.000 và 3 kVA là chênh nhau 300.000. Đấy là về vỏ đồng dây đồng. Đấy là em cũng chia sẻ nhà em có bán kèm thêm cái bộ đồ điện của công ty ở Nap Standard Việt Nam, có đầy đủ các công suất 2 kVA, 3 kVA vỏ nhựa và vỏ vỏ nhôm và vỏ sắt và vỏ nhựa các bác nhá. Thì các bác có nhu cầu, nhà mình chưa có thì có thể mua hàng ủng hộ bên vợ chồng nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Vâng, trước khi vào mua hàng thì vẫn như mọi hôm, em xin các bác 1-2 phút để chia sẻ về cái tình trạng hàng hóa. Em bán hàng nội địa Nhật, hàng đã qua sử dụng rồi, và các bác mua chúng ta hãy tâm niệm là chúng ta mua là mua hàng cũ. Đấy, và khi mua hàng cũ thì chúng ta không phải chấp nhận chúng ta cũng nên chấp nhận những cái vết xước móc bên trong hay bên ngoài. Đấy, tình trạng như nào em sẽ báo các bác rất là rõ ràng trên video. Còn nếu như các bác nào mà ngồi mà soi từng tí một về chỗ này xước chỗ kia móc thì em cũng khuyên các bác không nên mua đồ hàng bãi, mà chúng ta hãy nên mua hàng mới. Đấy, trước khi mua các bác nên cân nhắc về dung tích và màu sắc. Dung tích 1 lít, 1,5 lít, nửa lít hay 1,8 lít, sau đó chúng ta sẽ mua phù hợp với cái số lượng gạo chúng ta nấu hàng bữa hàng ngày các bác nhá. Đấy, sau đó chúng ta mua. Đấy, thứ hai là về màu sắc xanh đỏ đen vàng. À, thứ ba là về thương hiệu, như chúng ta thích Panasonic hay là Tiger hay là Toshiba hay là JYC hay là gì gì đấy mà chúng ta mua. Mà khi đã mua rồi thì các bác lưu ý là vui lòng không đổi trả hoặc là không thay đổi ý kiến của mình. Đấy, thứ ba là các bác mua cho biếu tặng hoặc là mua hộ ai đấy thì các bác lưu ý là nên chia sẻ với người đó trước. Đấy, mua tặng vợ hay mua hộ hàng xóm thì chia sẻ trước, tránh tình trạng là khi mà nhà em lên đơn gửi đi rồi các bác bảo là ôi tôi mua hộ ông hàng xóm nhưng ông hàng xóm ông không thích nữa được cho tôi hủy đơn. Đơn đã đi rồi là không thể hủy được các bác nhá. Đấy, các bác hủy được thôi nhưng em không hủy được nữa. Đấy, hàng đã đi thì vẫn cứ đi. Đấy, còn tiền cước thì đã trừ rồi, bên em sẽ chịu trách nhiệm hết, nên là các bác nên cân nhắc tất cả các cái ý kiến em mới đưa ra để làm sao mà các bác không mua hàng lựa chọn nó được phù hợp nhất các bác nhé. Thành kênh em đây. Ok, em sẽ vào việc luôn các bác nhé, vào việc luôn. Đấy. Đầu tiên đây cho bác một em Tiger đi, Tiger. Dưới một em nhé, một em Tiger màu xanh ngọc nhá, màu xanh ngọc. Đấy, bác nhìn ngoại hình nhé, cực kỳ mới, mới về trên 90%. Sản xuất năm 2016, năm 2016, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1.200W nhau nhá. In Japan có mã là GBC gạch ngang A100. Đấy, ngoài thành quách đây, màu xanh ngọc nhá. Vừa cơ bản là còn khá đẹp này, mặt mũi đây, thành quách đây. Mặt đây, phím trước không bong chóc nha, mặt còn khá đẹp này, một vài vết sức răm mờ thôi. Đấy, đã test cơm nha, tất cả sản phẩm gửi tới các bác đều được bảo hành bảo trì. Đấy, và đều được test cơm ít nhất một lần. Nồi áp suất em bao xì các bác luôn nhá, nồi áp suất bao xì. Đấy. 6 giờ 48 phút em màn hình ẩn màu nhá, màn hình ẩn màu nấu này. Con này nấu nó có hiện phút ngay từ ban đầu luôn. Đấy. Hủy này. Đấy. Chọn menu thì chức năng nào thì nó sẽ hiện phút ở trước nào đó đây, như nấu nhanh đây. À con này không hiện phút ngay từ ban đầu. Đấy, đây, nấu nhanh đây nhau nhá. Đấy. Đấy, 28 phút này, có nghĩa là chúng ta nấu thì hệ phút ngay đầu nhưng mà khi chọn menu thì nó không hiện phút giống như dòng Hitachi. Đấy. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Đấy. Cơm cháy này. Đấy.
Con này vẫn có cơm cháy nhá, hẹn giờ cơm chín này. À, giờ này, phút này. À. Nấu này, ok chưa? Tất cả các phím, các chức năng hoạt động hoàn hảo các bác nhá. Chuông còi kêu to, hâm này. Đấy, hâm mình chọn có hai chức năng là hâm 6 tiếng và hâm liên tục nhá. Sau đó chúng ta ấn giữ 3 giây. Đấy, ok chưa? Đấy. Rất là ok các bác nhá. Dây dợ còn đẹp này, ngoại hình còn đẹp, màn hình ẩn nhá. Viền chrome còn sáng. Đấy, viền chrome còn sáng. Đời 2016 nhá, đi ở bên trong. Đây. Răng đủ xanh chưa ạ? Chưa đến được cái khăn đâu. Răng xanh các bác nhá, răng xanh. Chờ em một chút xíu lấy khăn. Răng xanh mướt luôn nhá. Áp suất 2 bi, áp suất kép nhá. Áp suất kép này, áp suất 2 bi này. Đấy. Mặt đây. Test cơm, test áp suất cho các bác rồi nhá. Các yên tâm nhá. Đây. Răng xanh mướt nhá, răng xanh mướt trên 95-97% cái răng này. Đấy. Bao xì cho bác luôn nhá. Đúng song răng của nó thì không xì đâu. Đúng song răng là không xì nhá. Đấy. Đúng xong rồi. Đây. Xong đẹp nhá. Đấy. Xong đẹp. Xong sần phủ gốm dày 9 lớp nhá. Xong sần phủ gốm dày 9 lớp. Đấy. Rồi, xong sần phủ gốm dày 9 lớp nhá, 9 lớp. Đấy. Bên trong lòng này. Đẹp nhá. Đấy. Nói chung là không tì vết là không phải đâu, nhìn kỹ thì vẫn có một hai cái hạt cát nhỏ li ti đấy ạ. Và chia sẻ với bác, nhưng mà về cơ bản là như này là rất là đẹp rồi, từ trên mép trở xuống nhá, bên ngoài còn đẹp nhá, bên ngoài còn đẹp này. Đấy. Nòng cháy nhá, cháy 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 lên một chút lên đời cao nó sẽ thế. Đấy. Như đời này mà bác đưa một cái nòng nồi mà nó không phải là cháy này vào là xì, không làm cách nào mà xử lý được. Đấy, em chia sẻ với bác như vậy. Đấy. Nòng phủ gốm sần dày chín lớp rất là đẹp này. Dán này đây. Đây các bác nhá. Này. Đây. Bên trên bên dưới sẽ sạch đẹp này. Đi gơ. Rất đẹp các bác nhá. Rất đẹp. 2016 song giòn đẹp màu xanh ngọc nhá. Xin bác bao nhiêu? 2 triệu ạ, mã số 1. Bên em bán có bảo hành nhá, có test dọn, có bao xì cho bác nhá, ngày 25 tháng 5 để các bác 2 triệu. Đấy, 2 triệu bác nhá. Mã số 1. Mã số 2 nên cho bác một em Iris Ozama cũng áp suất nhá. Đấy, con này lắp ráp tại Nhật nhá, lắp ráp tại Nhật Iris Ozama. Lắp ráp tại Nhật luôn. Thành hoạch quách thì có xước một chút xíu này. Đấy, bây giờ là 6 giờ 52 phút, mặt cũng có hơi xước này. Đấy, còn phần này là đẹp nhá, màn hình hơi xước đúng không? Đấy, đây. Thường thường là Iris Ozama sẽ lắp ráp tại Trung Quốc, nó có chữ in China ở đây, nhưng con này toàn bộ là tiếng Nhật nhá, lắp ráp tại Nhật và dành cho thị trường Nhật sử dụng. Đấy, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1230W. Đấy, cơm nấu bao ngon, BC ARC BD50 gạch ngang B nhá, gạch đời cao 2020. Đấy. Thành quách thì có xước mờ nhá, thành quách có xước mờ. Đấy. Đấy, nấu này. Đấy, hủy này, hâm này. Đấy, hủy này. Đấy, biết rất nhiều chức năng, chọn các chế độ nấu ăn cứng mềm và chỉnh được chế độ cứng mềm ở trong đây các bác nhá. Đấy, hủy này. Đấy, hiện giờ cơm chín này, nấu này. Đấy, hủy này. Đấy, chọn các loại gạo của Nhật này, hủy này. Đấy. Ok, các phím làm tốt các bác nhá, chuông còi kêu tốt. Iris Ozama, con này lắp ráp tại Nhật nhá, lắp ráp tại Nhật và dành cho thị trường nội địa Nhật nên người ta không có make in cái gì đâu, nó giống như thằng Panasonic ấy. Đây là bên trong. Răng đây, răng xanh mướt nhá, lắp hai nắp chống trào còn đầy đủ này. Răng xanh mướt này áp suất bi nhá, các bạn mua về mua ninh xương nấu cháo nấu chè, đấy. Nấu cơm đầy đủ các chức năng, đấy, áp suất nhá, áp suất hai bàn chống trào đầy đủ, mặt trong còn rất sạch này. Con này rất là nặng các bạn nhá, rất là nặng. Rất là nặng. Đấy. Nòng nồi đây, nòng nồi bên ngoài đây có xước nhá, nòng rất dày nhá, bên trong có một vài điểm chấm cám nhỏ li ti, nhỏ li ti thôi nhá. Ừ. Nhìn thấy chưa, đấy rất là nhỏ thôi, đời cao 2020 nhá, một vài điểm chấm cám nhỏ xíu này. Đấy.
Em thì có sao báo thế nhá, các bác nhận hàng là quyền kiểm tra hàng mà, sau đó mới thanh toán nên các bác yên tâm đi. Thì không phải là hàng đến là mua tù mù không biết bên trong là cái gì, nhiều lúc nó là viên gạch thì sao đúng không ạ? Chúng ta cứ phải tay bắt à, cứ phải mắt nhìn thấy tay sờ vào à, sau đó chúng ta mới trả tiền gì thì trả các bác nhá, chứ không phải việc gì phải để phải mua cái nhiều là đi mua, ăn phụng ăn trộm đúng không ạ? Nhà mua người ta không cho kiểm tra hàng đấy, cứ trả tiền đi rồi trả mở ra nhỡ là cục gạch thì sao đúng không ạ? Lúc đấy thì cãi chửi nhau à. Mã số 2 ngày 25 tháng 3 à, tháng 5 để các bác bao nhiêu? 980k, 980.000 nhá, bao nhiêu? Giá này là có cả ship rồi nhá. Đấy, có cả ship rồi, 980.000. Số 3 nên bác một em Banavat nhá. Em Banavat. Số 3 nên bác một em Banavat. Banavat đây. Thành quách đây. Sản xuất năm 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1100W nhá. Đây như con này giống hệt con Elite vào trong đây, toàn bộ là tiếng Nhật nhá. Tem Ovan đây là lắp ráp và dành riêng cho thị trường Nhật Bản, người ta không xuất khẩu. Thành quách đẹp này, thành quách con này rất đẹp luôn nha bác nhá. Đáy điếc nên là không bể vỡ này. À đây có vết nứt sức đây, để em đã hàn gắn các bác bên trong có xương đồng hoàng rất đẹp nha bác, nhìn thấy nó bị mờ không ạ, làm cho các bác gần như là không nhìn thấy gì luôn, mặt đẹp này. Banavat các bác nhá, pin biết ngon lành rồi. Tất cả các phím đã dán và cơm đã test, bây giờ các bác lên đơn thì đặt hàng nhanh lên đơn là gửi luôn cho các bác thôi. Đấy, trong buổi sáng luôn các bác nhá. Đấy, hàng đi càng sớm càng tốt, ở bên em lúc nào cũng sẽ mong muốn là hàng hóa càng đi càng tốt, nhanh càng tốt. Đấy, hẹn giờ cơm chín này nấu này, tâm lý mà cũng như em mua đồ trên mạng thôi, làm sao mà đến tay mình càng nhanh càng tốt các bác nhá. Đấy, giờ phút hủy menu, tất cả các phím có chức năng hoạt động tốt các bác nhá, chuông còi kêu to, dây còn rất là đẹp này, dây còn rất đẹp nhá, nắp hơi còn xanh nét này. Đấy, ok chưa ạ? Gioăng xanh này, gioăng xanh nhá, gioăng xanh mặt trước mặt sau inox này, gioăng xanh mướt nha các bác nhá, gioăng xanh mướt, nòng nồi đẹp này, nòng nồi đẹp, sau gioăng xanh nòng đẹp, bên ngoài có 3-4 điểm xước, ở bên trong đây nòng nồi đây có vết xước môi thôi, còn chấm chóc nào không nhá, có vết xước môi còn chấm chóc nào không. Nhận hàng được quyền kiểm tra hàng, sau đó thanh toán. Bán hàng không nhận cọc để đảm bảo quyền lợi khách hàng các nhá, tránh tình trạng lừa đảo. Nhà em thì hai vợ chồng thì tự làm tự dọn, tự mua tự đăng tự bán, nên là cái chi phí nó cũng giảm đi, còn giá thành cái sản phẩm thì tiền nào của đấy thôi. Đấy, còn chia sẻ các bác cái làm thì cũng phải có công thôi, mỗi một cái nồi em cũng cộng với bác 50-100 ngàn đấy, tiền công để trừ hết chi phí ấy đã. Vâng, tiền điện, tiền nước, tiền gạo đúng không ạ, rồi tiền thùng xốp, tiền màng chít, băng dính, nhiều loại nó cộng vào, có cứ mỗi thứ một tí đều là tiền cả các bạn, và trừ đi trừ lại thì tiền công chắc khoảng được tầm 50.000 đến 100.000 một sản phẩm. Đấy, được các bác tin tưởng ủng hộ thì thôi cũng được. Mã số 3 ngày 25 tháng 5 để các bác con này bao nhiêu? Long xanh nòng đẹp, ngoại hình đẹp, để các bác con này 600 đi. 600k các bác nhá. 600k một chiếc Banavat rất là đẹp luôn đấy ạ. Vâng. 600.000 nhá, giá này là có cả ship được các bác nhá. Giá này là có cả ship rồi. À, mặt quỷ đây, rất nhiều bác hỏi đây. Một chiếc Sanyo mặt quỷ, nắp hơi lớn nhá, nắp hơi lớn nhá. Đây. Đã có sức nano ở những cái mép này nha các bác nhá. Đã có sức nano ở những cái mép này rồi. Đấy, không để tránh được đâu. Đấy, bên trong là inox nhá, bên ngoài là họ sơn vào, họ sơn cái lớp phủ vào, phủ bóng vào đây. Mình nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy. Mặt mũi đây, thành quách đây, chỗ này những người này còn đẹp này. Sản xuất năm bao nhiêu, có mã là ECGC10N. Đấy, sản xuất năm bao nhiêu đây? 2007, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W, thành quách đây. Ấm giúp em nhá. Mặt mũi đây. Màn hình này thay pin, chúng ta thay pin để nhá, màn hình đây. Trước là nô nhá. Thay pin để nhá, màn hình sáng quắc, đem đã dán rồi. Áp suất test rồi nhá, không xì nhá. Áp suất đã test rồi và không xì. Đây như con này các bác muốn test nhanh nhá, test nhanh nấu cơm nhanh ấy, thì các bác cắm điện vào là các bác phải thường xoay cái menu này. Đấy, xoay menu này, đấy, nó sẽ chạy về nút dưới cùng và bác ấn nấu. Thế là xong, nó sẽ rất là nhanh. Đấy, còn hâm cơm đây. Đấy, hâm cơm đây. Đấy, hâm cơm đây. Ở trong cái menu này hết không nhá. Thì menu chức năng nấu ăn này. Đấy, phím chạy rất tốt nhá, chuông còi kêu to. Hẹn giờ cơm chín này. Nấu đây. Đấy, hủy này. Đấy, chọn gạo này. Gạo trắng này, gạo không vo này, hạt kê này, gạo nứt này. Ok, các phím hoạt động tốt các bác nhá, chuông còi kêu tốt. Các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu tốt. Đấy, dây còn hút tốt nhá. Đấy, mặt trên này
mặt trên đây. Đấy, uốn xung quanh thành quách đây. Đấy, ok chưa? Đi ở bên trong loang đây, test cơm test áp suất rồi nhá, không xì nhá, con này còn không xì nguyên bản, em chưa xử lý một gì hết, em vẫn cắt cho bác một đoạn silicone đây, cắt luôn vào cho đây một đoạn này, về nếu không may nó thời gian sử dụng lâu nó xì thì bác kê hay em hai cái điểm đằng sau lên nhá, kê hai điểm xong bỏ luôn vào không đỡ quên. Đấy, xong đây. Đấy, bên trong có một vài điểm sức nung mèo này. Đấy, bác nhìn thấy chưa, chấm chóc là không nhá, để xa ra như này để bác nhìn thấy chấm chóc là không nhá, một vài điểm sức nung mèo mờ thôi. Đấy, lòng như này là khá đạt rồi nhá. Đấy, bên ngoài tráng gương này, bóng nhẫy này. Đấy, lòng rất dày nhá, lòng dày, lòng này dày khoảng tầm 9 lớp. Đấy, bên trong một vài điểm sức nung mèo nhá bác nhá, không có chấm chóc gì nhá. Đấy, lòng này là đạt rồi các bác nhá, là đạt rồi. Đây hộp đây. Đấy, hộp này thì cũng có bị biến màu nhá. Đấy, nhưng mà còn như này này còn khá là tốt luôn các bác. Đấy, loang xanh này. Đấy, bên trong này. Đấy, sạch sẽ nhá. Đấy, viền ủ thì một vài điểm xước rồi, một vài điểm xước rồi. Đấy, áp suất bi nhá, loang phụ đầy đủ này, loang phụ đầy đủ. Đấy, áp suất bi không xì đâu nhá. Đây em để sẵn một đoạn silicone vào, để sẵn một đoạn silicone vào trong nồi để về nếu các bác chẳng may nó xì thì bác nâng lên là hết xì nhá, nhưng con này là em test rồi là không xì nhá, đúng song rong nó không xì. Còn nếu mà nó không đúng song rong các bác có kê kích kiểu gì thì nó cũng vẫn xì thôi, nhưng con này là không xì ngay từ ban đầu luôn. Đấy, còn trong quá trình dụng nó co lại hoặc là rong nó kém thì mình xử lý bác cất đoạn silicone đi nhá, mặt quỷ nhá. Cái này thì em cũng không phải chia sẻ nhiều về cách thức nấu cơm vì nhiều bác đã sử dụng rồi. Mã số 4 ngày 20 5 tháng 5 để các bác 1.180.000. À, nắp hơi lớn nhá, ngoại hình đẹp này, 1.180.000 nhá các bác nhá, 1.180.000. Đây tiếp theo nên bác một em Joy GOC nhá, một em Joy GOC mua đồ bếp Nhật Bản nhá, cao tần IH, cao tần nhất em bán toàn bộ hôm nay là nồi cao tần và cao tần áp suất nhá, không có nồi mâm Nhật. À, Joy GOC thương hiệu chú voi con. À, thương hiệu cơm ngon Nhật Bản, vua đồ bếp Nhật Bản đây, thành quét con này rất là đẹp sạch này. Đấy, có mã NP VN10 dung tích 1 lít điện 100V công suất 1105W. Đấy mỹ ra ban nhá, mỹ ra ban. Đấy, uốn xung quanh đây. Máy nước này là không bể vỡ này. Mặt mũi rất là đẹp này, sáng quắc nhá. Sản xuất năm bao nhiêu? 2014 nhá. 2014. Nấu này. Chuông còi đầy đủ các bác nhá. Quỷ này. Hâm này. Hâm anh 8 phút này. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này, nấu này, hủy này, menu này rất nhạy nhá, hủy này, gạo không vo này, hủy này. Đấy. Nấu này, chuông còi đầy đủ các bác nhá, các chức năng hoạt động tốt, dây còn đẹp, phím còn nhạy nhá, tất cả các chức năng hoạt động tốt, phím còn nhạy, thay pin được, cái này thay pin được nhá. Em mặt mũi đây, nhìn em đây hơi có cấn mờ mờ chỗ này nhá, đúng điểm này, em nhìn thấy chưa, nhìn thấy cái gì em bảo các bác ở đó nhá. Răng đây, test cơm rồi, răng xanh này, đấy. Mặt inox này, lòng nồi thì có một vài chấm cám nhỏ ni ti thôi nhá, này, có nhìn thấy chưa, nhỏ xíu rồi, đời 2014, răng xanh. Đây bên ngoài đây, đấy có xước này, đấy có xước nhá, rất sạch các bác nhá, rất sạch, bên trong sạch sẽ này, bên trong sạch sẽ. Đấy các bác con này bao nhiêu? 600.000 nhá, 600.000, giá này là có cả cước rồi các bác nhá, giá này là có cả tiền cước rồi, tính ra có 550 thôi mà còn được bảo hành, đúng không ạ? Mã là mã số 5 ngày 25 tháng 5 để các bác 600k, 600k là giá này có cả ship rồi, 600k thôi nhá. Đấy. Người em Bana, con này thay pin rồi nhá, 7 giờ 2 phút. Đấy, có cái quài môi sẵn ở đây đây. Đấy, Bana. Sản xuất năm 2009, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1200W, có mã là gì đây? SRHA101 các bác nhá. Đấy, HA101 mặt mũi đây. Mặt không bị xước nhá, không bị xước mấy này. Đấy. Thay pin rồi nhá, thay pin rồi, thay pin rồi.
Các bác vào xem video cho ủng hộ vợ chồng em một nút like. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho vợ chồng em xin một đăng ký kênh. Bác nào mà bật thông báo, bác nào tin yêu thì cho vợ chồng em xin một lượt chia sẻ các bác nhé. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Nấu này, hủy này, thơm này, đấy, hủy này, hẹn giờ cơm chín này, đấy, giờ này, phút này, nấu này, hủy này, menu. Bana thì em nói thật các bác là gần như là một trong những dòng nồi bền nhất rồi, dùng cứ từ năm này qua năm khác, không gắm nhầm điện được, yên tâm sử dụng, không bao giờ no nỗi bạn. Loang xanh nhá, loang xanh, xanh mướt rồi này. Loang xanh nhá. Nòng nồi có một vài vết chấm cám nhỏ xíu rồi. Bao các bác không dính chôm trong vòng nhiều năm nữa, bên ngoài rất đẹp này. Trắng đồng này. Trắng đồng này, vàng chóe nhá các bác nhá, đáy còn đẹp này. Đấy. Bên trong này phủ kim nguyên tạo này, bên trong đây. Một vài điểm chấm cám mờ nhá, anh nhìn giúp nhá. Đấy, quay đây, hông có là hướng 7 giờ ạ, hướng 7 giờ chỗ số 05 lại cũng có một cái vết xước ở đấy. Đấy, bên này có vết xước nông mèo này. Ngắm giúp em nhé, không dính cơm ở đâu, bác yên tâm sử dụng, không bao giờ dính cơm, em bao các bác em thấy dính cơm tặng các bác cái nồi ngay, không bao giờ dính cơm này. Bên trong sạch sẽ nhá, một chiếc bana siêu bền, lòng dày nhá, lòng rất dày luôn, bên ngoài thì sáng quắc này, bên trong một vài điểm xước và không ảnh hưởng gì hết. Để các bác bao nhiêu bana vuông nhá, rất là bền, các bạn yên tâm đi ạ. Các bác lưu ý sử dụng đến áp 100-110V nên là cân nhắc trước khi mua. Mã số 6 ngày 25 tháng 5, để các bác 640k, giá này cả ship đâu nhá, 640.000 một chiếc nồi Panasonic vuông. Tiếp theo các bác một em tô C3, tô cổ đây, lại tô cổ đây, cơm không để chê được nhau nhá, một em tô C3 cổ. Đấy, về ngoại hình con này là còn rất là đẹp này, sản xuất tới tận năm 2002, có nghĩa là 23 năm rồi, 23 năm rồi con đẹp như này. Đấy, thành quách đây, có tí xước ở đây nhá, có tí xước ở đây. Mặt mũi này đẹp đấy, tem zin nguyên bản của Nhật nhá, mặt còn đẹp nhá. À, màn hình sáng này, tay pin rồi nhá. Con này nó chỉ có giờ sáng và giờ chiều, nó không 24 tiếng nhá. 7 giờ sáng và 7 giờ tối thôi. Đây nó sẽ nhảy đây, đây là sáng hay đây là tối. Tối nó sẽ nhảy xuống dưới. Thành quách còn đẹp này, dây nhá. Đẹp từ sợi dây nhá, đẹp từ sợi dây. Tô cổ nhá. Đây có mã RC10GG. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1200, 1100 các bác nhá. 1100. Tô cổ mặt mũi đây. Mặt mũi còn đẹp nhá các bác nhá. Mặt mũi còn đẹp. Hủy này. Đây nấu nhanh này. Đấy. Các bác về đi làm về vội mà cần cơm ăn ngay thì các bác ấn cho gạo cho nước và ấn nút bên dưới này, đây là nút nấu nhanh này. Đấy. Còn bên trên là nấu bình thường này. Đấy. Con này không hiện phút ngay từ ban đầu nhá, hủy này. Đấy. Menu này. Đấy. Hủy này, hẹn giờ cơm chín này. Đấy. Tất cả các phím hoạt động tốt, chuông còi kêu tốt. Đấy. Phím còn rất nhạy các bác nhá, phím rất nhạy, dây còn đẹp. Đấy, tô cổ nhá, nòng con này thì cực kỳ dày luôn rồi. Tô cổ. Đây. Răng này. Răng xanh mướt nhá, răng xanh mướt mặt inox còn sáng này. Đấy. Đẹp chưa? Hàng hóa thì có sao báo thế các bác nhá. Nòng nồi thì có một vết chấm nòng rất dày luôn, nòng cực kỳ dày. Đây duy nhất một vết xước ở đây nhá. Lớp men chống dính của Toshiba thì rất là tốt rồi. Đấy, ống ánh kim tuyến này. Đấy, một vết xước ở cái chỗ đấy, có nhìn được đây. Đấy. Nòng dày 5 lớp nhá, nòng dày 5 lớp. Đây 5 lớp nhá. Hai đáy nhá, cực kỳ là dày luôn. Đấy. Bên ngoài đây, bên ngoài đây. Nòng dày nhá, hai đáy nhá. Đấy. Toshiba. Đấy. Bên trong sạch sẽ này. Đấy. Bên trong sạch sẽ này, bên trên này. Nòng rất dày nhá. Cơm nòng cực kỳ dày, đấy, Toshiba, tô cổ để cơm ngon rồi các bác. Đấy. Mã này mã số 7. Ngày 25 tháng 5 để các bác 610k. 610.000 này có cả ship được các bác nhá. 610.000 người có cả ship rồi. Đấy. Thành quách đây, bốn quanh đáy điếc nên là không bể vỡ pin thay rồi nhá, bán có bảo hành. Pin thay rồi, bán có bảo hành các bác nhá. Tiếp theo này bác một em Mitsubishi màu đỏ. Đấy, màu đỏ nhá, đời 2019 nhá. 2019, dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1000 bao nhiêu watt đây? Công suất là 1210W. Đấy, 2019 này, có mã là NZXE10E7-R. Đấy, màu đỏ nhá, thành quách đây. Vẫn có những vết xước mờ này. Đấy, bên hông đây. Đấy, bên trên đây.
Đấy, màn hình ẩn nhá, màn hình ẩn, màn hình rất rộng nhá, màn hình ẩn. Dây này. Màn hình ẩn nhá, đấy. Bây giờ là 7 giờ 7 phút là cắm lên thì sẽ hiển thị đồng hồ quá nhá. Nấu này. Vì này, hâm này. Vì này, menu này. Đấy. Các phím nấu ăn này, hẹn giờ cơm chín này. Nấu này. Hoạt động tốt các bác nhá, yên tâm đi ạ. Đã test cơm cho bác rồi. Các phím bấm lại để các bác tự tin. À, con này dây nó xoắn lay. Để mấy phút lại cái dây vào. Đấy. Hút hết dây các bác nhá, hút hết dây. Thì ở bên trong loang này xanh rồi, loang này xanh rồi. Đấy, loang xanh nhá. Đấy, mặt trước mặt sau còn đẹp này. Đấy. Mặt trước mặt sau còn đẹp, loang rất xanh này, không rách nhá, không rách. Đấy, nói không hóa chất nhá, không rách nát gì. Đấy. Phần nòng nồi đây, bên ngoài có xước đây, đấy, bốn xung quanh đây, đấy, bên trong này, đấy. Cái này dần như là họ nấu cái gì hay họ rửa cái gì mà nó bị bạc bạc đây con này, bạc bạc. Đấy, báo rõ các bác nhá, để các bác giá rẻ thôi, bình dân thôi. Màu đỏ nha, đời cao 2019 nhưng cái nòng nồi đây nó không xước, nó không chấm nhưng mà nó lại bị bạc 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 như này, bạc bạc như này. Đấy. Đấy, báo góc rất là rõ ràng. Em chắc là em nghĩ là về nấu cơm hoặc là nấu ăn một vài lần nó sẽ hết thôi. Bên trong sạch đẹp này, bên trên sạch sẽ này. Đấy, đấy, báo rõ các bác nhá, nòng nồi bên trong nó màu hơi bạc bạc nhá. Răng thì xanh rồi, đời cao. Để bác bao nhiêu tiền? 600.000 nhá. 600.000. Mã số 8. Ngày 20 năm, tháng 5 được bác 600k. Đấy, 600 thôi các bác nhá. 580 đi. Trời ơi. 580.000 các bác nhá, 580.000. Nhận là rẻ đúng không ạ? 580 đấy. Một cái song giờ đời rất cao 2019. 580.000. Đây. Xả bác một con quỷ màu đó nhá. Con này quỷ màu đây. Tại sao xả đây bác nhìn thành quách này, người ta để nắng mưa ở ngoài bãi này. Đây. Bác nhìn nhá. Báo rõ nhá, nắng mưa ngoài bãi này, nó bị nắng nó vào, nó xói vào những cái phần nhựa này, nó bị kém đi, nó bị mọt đi. Bạn nhìn thấy không? Không xì nhá, không xì. Đã nhìn kỹ nhá, thành quách nhá. Nó không móp cấn vỡ gì nhá. Đây, tí mép đây vệ sinh nhá. Đấy. Không xì đâu nhá các bác, không xì đáy nước đây. Đấy, nó, một phần này nó nằm ở ngoài nắng này. Đấy. Mặt mũi này thay pin này nhá, màn hình sáng nhá, bây giờ mới mũi. Quỷ màu nhá các bác nhá. Quỷ màu mặt trên thì rất đẹp này, mặt trên rất đẹp này. Đấy. Đấy. Để nắng mưa này về có thể có thời gian có dùng giấy ráp ngồi mà đánh thật sạch đến nó mịn, nó lại mịn lại như đầu thôi đấy, con coi như là mất nước ở ngoài mà em thực sự là cũng không có thời gian nhiều. Thay pin được các bác nhá, thay pin rồi này, màn hình màu đúng không các bác nhá, màn hình màu, giọng nói của cá nhân này, hâm này, ủy này, nấu này, ủy này đấy. Đấy, tất cả các phím hoạt động tốt nha. Đấy, cái ngoại hình nó chỉ là ở cái ngoại hình thôi, là cái phần này là nó không được đẹp thôi. Đấy, chúng bác ngồi bác có thời gian bác ngồi bác lấy cái giấy ráp nước bác đánh sạch đi, đánh sạch bóng đi là nó đẹp nhá. Đấy. Đấy. Ok chị ạ. Đấy, rất nhiều màn hình màu nhá, màn hình màu. Đấy. Đấy, màn hình màu. Đây toàn dây không. Đấy. Để nắng mưa này nó bị như này, không phải là nó phải nắng để chỉ nắng thôi, cứ nó để những cái nhà chúng ta những cái gì để gần cửa sổ chẳng hạn, nắng nó chói vào ấy thì nó cũng bị như này, cái ngay như cái giường này chúng ta để gần cửa sổ thôi là cái phần mà bị nắng nó chói vào cái màu nó sẽ khác. Đây bao nhiêu mặt rất đẹp nha, không cấn móp nha, nắp hơi đẹp nha, nắp hơi đẹp nha, đấy nắp hơi còn đẹp này. Đấy, bên trong tháo hẳn ra cho bác xem. Đấy, vòi viết còn đầy đủ nhá, vòi còn đầy đủ này. Đấy, vòi đầy đủ nhá. Đấy, thì ở bên trong để bác giá bình dân, màn hình màu luôn đấy các bác nhá, màn hình màu luôn. Đấy. Thường thường con này nó đẹp em hay bán là tầm 1,8-2 triệu. Bi em xuất bi nhá, răng còn xanh mướt này, răng con này rất là đạt luôn nhá, răng cực kỳ đẹp luôn các bác, răng cực kỳ đẹp. Nòng nồi đây, nòng dày nhá, nòng dày bên trong thì có viết băm bổ do quá trình sử dụng rồi, các bác nhìn thấy không?
nhưng mà nó chỉ bị nhún thôi mà nó không hề bị chóc sơn nhé. Đấy, nên là lớp chống dính nó rất là tốt luôn. Đấy, người ta dùng cái dĩa cái thìa người ta ấn ngấn như này mà cái lớp chống dính nó còn chưa bong. Bên ngoài tráng gương sáng quắc này, tráng gương sáng quắc này. Bên trong đây nhá, lại một vài điểm chấm cám mờ đấy các nhá. Bao các bác không dính cơm trong vòng nhiều năm nữa nhá. Đấy. Học đây. Phải học đấy nhá. Học đây. Đấy. Và vệ sinh tiếp cho em nhá. Vệ sinh tiếp đi em. Em test cơm rồi nhá, test áp suất là không xì đâu. Test cơm test áp suất là không xì nhá. Test cơm test áp suất là không xì. Đấy. Đấy, bên trong sạch đẹp này, bên dưới đây. Test cơm test áp suất ở nhau nhá, không xì. Màu bao nhá. Màu. Đấy. Em sẽ cắt một đoạn silicone luôn cho vào cho các bác không lại quên. Này, về các bác trong quá trình dụng mà chẳng may nó xì thì các bác xử lý. Em hướng dẫn xử lý nhá. Nếu lúc nào quên đấy. À. Màu thôi nhá. Màn hình màu. Mã số 9 ngày 25 tháng 5 để các bác 1.050.000. Đấy, 1.050.000 nhá. Một chiếc nồi san như mặt quỷ màn hình màu nhá. Đấy, thành quách thì có sức nano này. Đấy, cái này bác về đấy lấy giấy đắp nước đánh là đi là sạch nhá các bác nhá. Đánh đi là sạch. Đấy, 1.050.000 màu các bác nhá. Đấy. Đấy, tiếp theo này bác em do GOC nhá. Em do GOC. Thương hiệu cơm ngon, thương hiệu vua đầu bếp Nhật Bản, thương hiệu chú voi con, sản xuất 2015 nhá. Đấy, chỗ này bị nứt em đã hàn rồi này. Có nhìn thấy chưa? Đấy nhá. Hàn bên trong có xương nhá. Rất là chắc chắn, yên tâm đi ạ. Đây, bác nhìn thấy không? Đấy. Báo rõ 2015 nhá. Đấy, thành quách đây. Con này thành quách đẹp này, không bị cấn móp này, không bị hàn mép này. Mặt mũi cũng còn đẹp này. 2015, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105W, Mỹ Japan các bác nhá. Có mã là gì đây? NPVN10. Do GOC. Đấy. Nấu này, chuông còi đầy đủ các bác nhá. Đấy, hủy này. Hâm này, hâm nhanh 8 phút này. Hủy này. Gạo không vo này. Đấy. Menu chức năng nấu ăn này. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Nấu này. Các phím hoạt động hoàn hảo, chuông còi kêu tốt. Đấy. Đi ở bên trong. Điện đó mà là ok các bác nhá. Bao nguyên zin nguyên bản cho các bác. Các bác bảo mua xem video này cho vợ chồng em xin một nút like. Mua hàng này trực tiếp qua số điện thoại 0969885008 nhà em ở Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội các bác nhá. Em ở Hà Nội không phải ở trong Sài Gòn nhá. Nhiều bác này mua hàng ở Hà Nội này, hôm nay gửi mai nhận được luôn, bảo ui trong Sài Gòn sao gửi nhanh thế. Em ở Hà Nội ạ. Đấy. Nòng nồi thì có một vài điểm chấm xước này. Bao bác không dính cơm nhá. Đấy. Em quay hướng này nhìn cho nó rõ. Đã có bác nào gọi hỏi điện mua hàng rồi. Nhà em giờ vẫn đang quay video. Đấy, đằng sau có xước này, bên trong có một vài điểm chấm cám nhỏ xíu nhá. Đấy, tất cả bán có bảo hành, có test dọn, có test cơm. Giá em báo là có cả tiền ship rồi. Đấy. Ok chị ạ. Điện nó ok, lòng một vài vết chấm, bao không dính cơm nhá. Đời 2015. Mã là mã số 11. Đây mã số 10 chứ nhỉ, mã số 10. Ngày 25 tháng 5 để các bác con này 590k, 590.000 nhá. Giá này có cả ship ngoại hình thì không có điểm trừ rồi. Đời 2015 thôi nhá. Đời 2015. Tiếp theo em Banavat ở đây. Banavat. Em Banavat sản xuất năm bao nhiêu? Sản xuất năm 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1100W, có mã là SRHVE1000. Lại thành quách đây, có sức nano một chút xíu ở dưới này. Đấy, mặt mũi đây. Trên này còn khá đẹp này, đây có sức nano nhá, đây nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Pin viết ngon lành nhá, 7 giờ 15 phút. Đấy, hông này có sức nano, đáy liền lạc không bể vỡ nhá. Đấy. Banavat này mua về nấu cơm, nấu trải nghiệm, nấu xôi, nấu cháo, nấu chè, đủ hết các chức năng. Đấy, nấu gạo nứt bác nào ăn kiêng thì nấu gạo nứt nhá. Bây giờ nó rất là giá nó rất là phù hợp rồi, hủy này. Hợp này, chúng ta nấu gạo nứt bằng cái xoong mâm nhiệt thì không thể ăn được, nó cứng. Đấy, phải xoong cao tần thì nó mới mềm được. Và nó có chương trình nấu riêng cho gạo nứt nha các bác nhá. Đấy. Hủy này, tất cả các dòng nồi Nhật thì từ cao cấp đến bình dân thì các chức năng nấu thì nó cũng xem nhau thôi. Đấy. Nó cũng không có cái gì là quá nổi bật nhiều đâu. Đấy.
Điện nó ok thôi nhá, dây giờ còn tốt này, dây còn tốt nhá, cổ phích nguyên bản nhá. Đấy, nắp hơi này còn đẹp này. Răng xanh nhá, răng xanh. Răng xanh gì ạ? Đấy, răng xanh. Mặt trước mặt sau đây, răng xanh nhá. Răng xanh. Lòng nồi ngoài thì rất đẹp này, bốn xung quanh đây. Bên trong đây, có một vết chấm duy nhất đấy nhá. Vết chấm duy nhất đây. Đấy, một vết chấm duy nhất. Này cái gì nó dùng cái dĩa bỏ vào sao ạ? Hay là hai vợ chồng đánh nhau nó quăng cái môi vào. Dễ lắm. Đúng không ạ? Đấy, một vết chấm duy nhất nhá. Bên ngoài thì không có điểm trừ rồi. Đấy, bên trong đây. Bên trên đây. Sạch sẽ nhá. Bên trong bên trên sạch sẽ. Mã số 11. Ngày bao nhiêu đây? Ngày 25 tháng 5 để các bác 580k, 580.000 nhá các bác nhá. Bán có bảo hành nhá, có test dọn, có bao ship 580.000. Tiếp tục do UC thôi nhá. Tiếp tục do UC mua được với Nhật Bản. Đấy, giá này cũng bình bình vậy thôi. Hàng hóa nó cũng vậy vậy, sản xuất 2013 nhá. Đấy, có xước đây. Đấy, có xước đây nhá. Dung tích 1 lít điện 100V, công suất là 1105W đấy. Có mã NPBC10. Thành quách đây có xước nhá. Đấy. Min ra 3. Thành quách còn đẹp, mặt trước còn đẹp này, đây có xước một chút xíu này. Mặt trên đây. Mặt trên. Đấy, dây còn rất đẹp nhá, dây còn rất đẹp. Nấu đây. Mã nửa lít hôm qua em vẫn còn nhá, hôm qua em có hai mã nửa lít vẫn còn các bác nhá. Bạn nào mua nửa lít thì xem video ngày hôm qua, hủy này. Đấy. Hâm cơm này, hâm nhanh 8 phút này. Đấy. Hủy này, hẹn giờ cơm chín này. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này. Ok chị ạ. Các phím các chức năng hoạt động tốt các bác nhá. Chuông còi kêu tốt. Đấy, 2013, dây dợ còn đẹp. Ngoại hình còn khá đẹp, đằng sau thì một vài điểm trước ở đằng sau thôi. Đấy, răng xanh này. Răng xanh, xanh mướt luôn nha, sạch sẽ này. Răng xanh. Lòng đẹp này, răng xanh lòng đẹp này. À, ngoài đây sạch sẽ nhá. Bên trong đây. À, không có chấm chóc nhá, điểm xước là có nhá. Không có chấm chóc đâu ạ. Xước là có, chấm chóc là không nhá. À, nghiêng như này bác nhìn thấy điểm chấm không? Không có chấm nhá. À, bên trong sạch sẽ này. Bên trên đây. Bên trong sạch sẽ bên trên này. Để bác bao nhiêu? Mã số 12. Ngày 25 tháng 5 để các bác 640k. Con này rong song đẹp nhá. Rong song rất đẹp luôn ạ. 640.000 cả ship nhá các bác nhá. Đây mới em Banavat đời cao đây. Em Banavat đời cao nhưng con này là vận chuyển nó bị gãy mất cái một bên. Đâu rồi? Đây. Đây đây. Đây nhá. Không ảnh hưởng gì nhá, cụp vào bác giật thoải mái nhá, giật thoải mái. Đấy, ok chưa ạ? Đấy bật bao rõ các bác nhá. Đây. Đấy thì đâu rồi? Đây. Trong này em đã hàn cho các bác rất là chắc chắn đây nhá, hàn rất chắc chắn này, điểm đây. Đấy. Quang quật đấy. Vận chuyển rất đẹp này. Đấy, sản xuất đời cao 2020 nhá, đây. Các nhìn chỗ này có bị điểm trước không? Không có đâu, em hàn rất là kỹ nhá. Đấy, rất kỹ. À. Đâu rồi? Đây. Nó cụp vào nhá, yên tâm đi ạ, không rơi ở đâu. Panasonic này. Đời 2020 luôn nhá, rất là đẹp này. Bốn xung quanh thành quách đây. Mặt trên đây màn hình sáng quắc này. 7:22, mặt mũi trước còn đẹp này. Bên trên này có xước là đã dán tem đè này các bác nhá. Đấy, ngắm giúp nhá. Dây xanh đẹp nhá, dây xanh đẹp. Đây chỗ này hơi xước là em phải dán cái băng dính vào ngay. Nó nấu này. Đấy, dây còn rất to và đẹp nhá. Hủy này, hâm này, hủy này. Đấy. Hẹn giờ cơm chín này, giờ này, phút này, nấu này, hủy này. Đấy, menu này, các phím đồng tốt các bác nhá. Đời 2020 đời rất cao luôn nhá, đời cao. Đấy. Dây dợ còn đẹp này, phút tốt nhá, phút tốt. Đấy. Hết dây nhá. Thì ở bên trong này 2020 đúng không? Không phải bàn đến rong song nhá, rong song này cực kỳ đẹp luôn, đời rất cao, rong song đẹp. Bên ngoài đây không có điểm trừ. Đấy, mạ đồng óng ánh luôn, vàng chóe nhá. Bên trong phủ kim cương nhân tạo đúng theo từ ngữ họ in trên đây. Bên trong đây
Đấy. Đẹp chưa ạ? Một vài điểm trước mua rồi sử dụng thôi, còn chấm chóc là không nhá. Đời cao 2020 nhá. Đấy. Đấy, nhiều điểm giờ lớn nhất của nó là cái quai này thôi, cái quai này thôi nhá. Không ảnh hưởng gì các bác nhá, không ảnh hưởng gì. Đấy, em nhìn thấy cái điểm gì em sẽ báo bác rõ điểm đấy. Còn đáy thì không ai lật đáy để mà xem cả. Đấy. Không ai lật đáy để mà xem cả, đúng không ạ? Không ai lật đáy để mà xem. Vậy bốn quanh đẹp này. Đời cao 2020 nhá. Đấy, chính bác giá bao nhiêu? 700 nghìn nhá. Đấy, 700. Đời rất cao luôn, mã số 14. Ngày 25 tháng 5 để các bác 700. 700k. Không ảnh hưởng gì các bác nhé. 700k. Mấy năm nên bác em ba la vuông đây. Ba la vuông tiếp nhá, mặt mũi đây. Em ba la vuông. Đấy, nắp hơi đây. Rất đẹp nhá. Đấy, mặt mũi thành quách đây. Có chiếc nano M này. Đấy, bốn quanh đây, đời 2012, dung tích 1 lít điện 100V. Công suất 1200 nhá, có mã là SRHB10E9. Mặt đẹp này, màn hình hơi sức này. Bana siêu bền. Nấu này. Hủy này. Hẹn giờ cơm chín này. Hủy này. Hâm này. Đấy, hủy này. Tất cả các phím hoạt động tốt các nhá, yên tâm. Chuông còi kêu to. Tất cả test cơm rồi, em cắm điện để các bác tự tin lúc nhận hàng nhà mình không có đồ để thử thôi. Còn tất cả mà nấu cơm ít nhất một lần gửi ra các bác. Răng thì hơi ám ảnh ở nước một chút xíu này, bên ngoài xanh nhá, bên ngoài xanh, bên ngoài xanh. Đấy, ok chưa ạ? Sạch xanh sạch nhá. Đấy, nòng nồi đẹp này, nòng nồi cái này là đẹp các bác nhá, nòng nồi là đẹp đấy. Bên ngoài đây, đấy, bên ngoài đây, đấy có xước này, bốn xung quanh đây. Đấy, bên trong là đẹp nhá, bên trong như này là đẹp đấy ạ. Đấy, không có chấm chóc mấy nhá, một vài điểm sức đông mèo nhỏ xíu thôi. Đây. Đây. Để bác là bao nhiêu? Mã số 16 là 15. Mã 15 ngày 25 tháng 5 để có con này 650k. Giá này cả ship được coi nhá. 650.000 một chiếc ba lao vuông thành quách rất đẹp rồi. Đấy. Siêu bền nhá các bác, yên tâm sử dụng. Mười sáu sẽ là cái mã cuối cùng. Đây là một em do Yoshi vua đối với Nhật Bản, giá bình dân đấy các bạn nhá. Đấy, mặt mũi đi đây, đây có hông có xước này. Đấy, hông có xước đây nhận đây. Đấy, sản xuất năm 2014, dung tích 1 lít điện 100V, công suất 1105W. Đấy, thương hiệu do Yoshi, min Japan nhá, min Japan. Đấy, thành quách đây, đấy, không bị han mép mấy nhá. Đấy, min Japan đây. Thành quét còn đẹp này. Đấy, mặt mũi đây. Mặt mũi đây. Ngắm giúp em. Có xước ở hông này một chút xíu nhá. Đấy, dây còn đẹp này. Ô, con này lại tịt à. Con này bị cấn phím nấu rồi. Cấn phím nấu nhá, để em xử lý em ghi vào đây đã. Toàn quên. Xử lý phím là em đã xử lý đã. Những con này hôm trước là bảo xử lý đã toàn quên. Đây có cái bình thủy hôm trước đây nhá, vẫn còn đấy các bác nhá, một cái bình thủy đây, dung tích 3 lít nhá, 3 lít chạy tất cả các chức năng này nhá. Hôm trước bán 520.000 này. Đấy. Bình thủy nhá, đấy, dây dợ đầy đủ nhá, test ngon này rồi, bơm biết chạy ok nhá. Bình thủy đấy. Min China này. Dung tích là 3 lít này, điện 100V là công suất 700W, điện 100V các bác nhá. Đấy, bình thủy đây. Bơm chạy. Ok. 70 90 98 này. Đấy. Bên trong đây. Bên trong nó canxi nhá, em đánh. Không may nó xước em đánh sạch luôn cả bên dưới luôn. Đánh sạch bóng bên dưới luôn các bác nhá, đánh sạch bóng bên dưới. Con này là trước nhớ còn có cái ấy của nó đâu nhỉ? Có cái núm ấy. Núm lưới. Đây bên trong đây các bác nhìn giúp em. Đấy. Cái canxi ở dưới em đánh nó dùng cái búi sắt em đánh là nó bong mất, thì em đánh sạch luôn. Đấy, em không dùng hóa chất để tẩy đâu nhá. Nhiều bên người ta dùng hóa chất tẩy nó rất độc hại, em đánh luôn. Đấy, đây. Mình nhìn giúp em này. Đấy. Cái này chúng ta không nấu cơm nên là không ảnh hưởng, không sợ nó dính đâu nhá, không sợ nó dính răng đây. Răng đây. Đấy. Nấu cơm thì mới mất men thì sợ nó dính, nhưng con này là chúng ta chỉ nấu nước thôi.
Đấy. Nấu nước thôi nhá. Điện đóm ok rồi các bác nhá, bao điện đóm cho các bác nhá. Bơm nước chạy ngon này nhá. Bơm nước chạy ngon này. Đấy, cắm cho các bác xem một chút xíu. Thì con hôm trước có hai con này, một con kia bác mua rồi. Đấy, con này nhá, 5 3 lít nhá, dung tích lớn này, đây điện đóm nó chạy nhá. Đây, bơm này. Đấy. Bơm chạy này nhá. Để nó đẩy nước này rồi ạ. Ok rồi nhá. Điện đó ngon này. Mã số 16, một em bình thủy nhá. Màu trắng ấy. Đẹp các bác nhá, bằng nhựa không sợ cấn mong. 16 ngày 25 tháng 5 để bác 500 nhá. 500k một chiếc bình thủy 5 lít à quên 3 lít đó nhá. Bình thủy 3 lít đấy, một con duy nhất. Mà mua về pha chè, pha cà phê. Đấy. Cảm ơn các bác. Còn thì cái video của em sáng nay thì những sản phẩm em lên thì đến đây là tạm dừng. Đấy thì các bác vào xem video thì thấy sản phẩm phù hợp, giá thành, chất lượng thì ủng hộ vợ chồng em. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều. Kính chúc các bác một ngày mới, một kỳ nghỉ cuối tuần thật là nhiều vui vẻ, sức khỏe, may mắn, bình an. Hẹn các bác ở những video tiếp theo. Xin chào và gặp lại.